Chào các bạn học sinh thân mến, chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 6 thường, cùng nhau giải sách bài tập của bài tập tiếng Anh của Mai Lan Hương, Nguyễn Thanh Loan. Theo yêu cầu của số bạn, hôm nay chúng ta sẽ giải sách màu xanh. Rồi chúng ta sẽ giải những cái bài trong chương trình học kỳ 2 nha, trong chương trình học kỳ 2 để chúng ta ôn thi. Rồi, ta coi này, 8 bài tất cả. Rồi. Rồi, đó. Hôm nay chúng ta giải bài số 14 trước đây. Rồi chúng ta sẽ quay trở về những cái có thời gian chúng ta sẽ quay ngược lại nha. Hôm nay chúng ta giải bài số 14 này. Thay mỗi dấu gạch ngang bằng một chữ cái thích hợp để tạo thành từ đúng nè. Aunt. Aunt là gì? Là cô, là thím. À, số 2. Beach là bãi biển. Bãi biển. Cái này là cái gì trời ơi? Tìm ra luôn trời. Camera. Máy ảnh. Máy ảnh camera. Rồi citadel. Thành lũy. Finally, cuối cùng. Idea, ý kiến. Minibus. Pagoda, uncle, chú, bác, vacation. Rồi hoàn tất bài hội thoại sau này. What cái gì đó. This summer vacation tức là bạn sẽ làm gì mùa hè này? Tôi sẽ có một chuyến đi tới Huế. Vậy là what are you going to do? What are you going to do this summer vacation? I'm going to take a trip to Huế. Tôi có chuyến đi tới Huế này. Tiếp theo, bạn sẽ ở lại đó bao lâu? Đây là thì tương lai gần. How long are you going? How long? Quên mất thì ghi này được. Vậy là how long do you stay there? I stay for 7 days. Where do you stay? I stay in a hotel. What are you going to do there? I'm going to visit some pagoda and mausoleum. Mausoleum là lăng Bác Hồ. Chúng ta số bài 3 là cái bài quan trọng đó, mà chia từ trong ngoặc đó. Cho tới thời điểm này chúng ta học 3 thì. Cái thì thứ nhất là thì hiện đại đơn, thì thứ hai hiện đại tiếp diễn, thì thứ ba tương lai cần. Rồi Nam thường đi xem phim vào các ngày chủ nhật. Often là dấu hiệu của thì hiện tại đơn. Chủ ngữ số nhiều được giữ nguyên, chủ ngữ số ít được từ thêm SES vào. Câu số 2, tomorrow là tương lai. Tương lai. Trong lớp 6 có học tương lai gần là I am going to travel to Vũng Tàu tomorrow. Rồi every là dữ liệu của từ hiện tại đơn nhé các bạn, hiện tại đơn. Cho nên ở đây chủ ngữ số ít là từ thêm SES vào thành watch it này. At the moment thì là hiện tại tiếp diễn nha, diễn tả một hành động đang xảy ra ngay lúc này, ngay bây giờ. Chủ cấu trúc là amia cộng động từ thân in, đây thì cái a, cho nên ở đây sẽ là đây a playing. Câu tiếp theo, tonight là tương lai nhé, cho nên ở đây sẽ là we are going to the cinema tonight. Usually là hiện tại đơn. Chủ ngữ số ít động từ thêm ses vào. Every day hiện tại đơn luôn. C là chủ ngữ số ít thêm sờ vào. Every day hiện tại đơn luôn. Hi là chủ ngữ ít thêm sờ vào. This weekend cuối tuần này chưa xảy ra là tương lai gần. Vậy là what is he going to do? What is he going to do this weekend? Tôi ở đó trong 2 ngày, khi tôi đến đó là tương lai rồi. I am going to stay there for 2 days when I come there.
Chúng ta xuống bài số 4 sửa lỗi cho các câu sau này. Chị gái tôi mà xài đôn là sai. Các bạn phải chuyển cái từ này thành đưa gần nha. Câu số 2, they are not play. Đây là thịt gì có to be như thế này thì cái từ play của chúng ta phải thêm in vào. Đây thì hiện tại tiếp diễn này. Mai và anh là hai người đã là chủ ngữ nhiều rồi thì what không có thêm s vào, chỉ là what thôi. Tiếp theo, trẻ em chơi game, luôn luôn chơi game vào buổi chiều. Usually là trạng từ, nó không đứng sau động từ thường, nó phải đứng trước động từ thường, nó sẽ đứng ở chỗ này. The children usually play game in the afternoon. Let, đằng sau let các bạn nhớ này, đằng sau let cộng động từ nguyên mẫu, cho nên ở đây là let's go, nhưng mà chưa go, xóa cái chữ này đi. Let's go to the zoo tonight. Tomorrow là tương lai, cho nên thì ở đây các bạn phải chia lại là I am going to, I am going to Hạ Long tomorrow. Ất là moment là thì tiếp diễn, nó chia hiện tại đơn như thế này là sai hoàn toàn. Chúng ta phải chia lại thành we are working. We are walking to the mountain at the moment. Câu số 8, có bao nhiêu mùa trong một năm? Mùa là phải là số nhiều, bởi vì sao? How many là danh từ số nhiều nhé. Câu số 9, trời thường lạnh vào mùa hè mà lạnh là sai. Chúng ta có thể sửa cold thành hot, hoặc là sửa summer thành winter. Bạn muốn bao nhiêu cam? Cam là danh từ đến được, cho nên bây giờ các con xài how much, thì chúng ta sẽ chuyển thành how gì? How many nhá. Trời mưa quá rất là ồn ào, không biết các bạn có nghe được hay không. Rồi chúng ta xuống bài số 5 này, trả lời các câu hỏi sau. What time do you usually have lunch? Câu này có nghĩa là bạn luôn luôn ăn trưa lúc mấy giờ. Chúng ta sẽ ghi là ngắn gọn at 12, hoặc các bạn ghi đầy đủ I usually have lunch at 12, vào lúc 12 giờ. Where do you usually have breakfast? Bạn ăn sáng ở đâu? At home. At school. Vân vân. Các bạn có thể tính thế. Where are you going to spend your vacation? Bạn sẽ dành kỳ nghỉ của bạn ở đâu? In Nha Trang. Ở Nha Trang chẳng hạn. In Dallas City. In Nha Trang City. What are you going to do on the weekend? Bạn sẽ làm gì vào cuối tuần? I'm going to watch TV. To watch TV cho nhanh. Bạn muốn làm cái gì? I want to play football. Tôi muốn chơi bóng đá chẳng hạn. Tiếp theo, how do you often go to school? Bạn thường đi học không? 5 days a week. 5 days a week, 5 ngày một tuần. Bạn có thường đi sở thú không? Once a month, một lần một tháng. What do you usually have for breakfast? Bạn muốn ăn cái gì từ sáng? Bạn sẽ ghi là gì nhỉ? I usually have ăn sáng ăn noodle đi. Ăn noodle for breakfast. Rồi xuống câu dưới. What do you do when it's hot? When it's hot, I go swimming. Khi trời nóng tôi đi bơi. When it's hot, I go swimming. Câu số 10, what is your favorite food? Đó là thịt gà, it's chicken. Đồ ăn yêu thích của bạn là gì? Đó là chicken. Rồi, chúng ta sẽ làm bài 6, 7, 8, 9, 10 trong cái bài tiếp theo.